Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mời các bạn đi thăm cánh đồng lúa chính của mình nha. Thì cánh đồng lúa của mình thì cũng sắp đến ngày thu hoạch rồi các bạn ơi. Thì trong lúc đi tham quan thì mình cũng xin chia sẻ cái giá lúa hiện nay ở địa phương mình cho các bạn cùng tham khảo nha các bạn. Thì vụ lúa này là vụ lúa đông xuân cuối năm 2019. Thì mình đang canh tác là giống lúa Đại Thông 8 nha các bạn. Thì lúa mình thì còn khoảng 20 ngày nữa là đến ngày thu hoạch các bạn ơi. Thì mình cũng đã lấy cọc rồi, thương lái cũng đã bỏ cọc thu mua lúa mình rồi. Thì mình lấy được cái giá là 5.700 đồng một ký. Là cách đây một tuần trước nha các bạn. Mình lấy cách đây một tuần trước rồi. Là giá lúa là 5.700 đồng một ký. Nhưng ngay cái thời điểm hôm nay á, là cái ngày 12 tháng chạp này các bạn, thì giá lúa nó không còn được như vậy nữa nha các bạn. Bây giờ là giá lúa là sụt xuống là còn có 5.300 đồng đến 5.400 đồng một ký thôi nha các bạn. Là cái giống lúa Đại Thông 8 nha các bạn đó, mình đang làm giống lúa Đại Thông 8 đó, toàn bộ giống lúa Đại Thông 8 hết. Không biết là nguyên nhân sao mà giá lúa đã sụt giảm đến vậy luôn, mà trong khi đó thì thương lái chỉ mới bỏ cọc thu mua thôi chứ lúa thì chưa có thu hoạch nhiều. Lúa chưa thu hoạch nữa mà giá lúa lại liên tục sụt giảm như đó các bạn. Mà không chỉ riêng về cái giống lúa Đại Thông 8 không nha các bạn, mà nó tất cả các giống lúa khác luôn, những cái giống lúa thơm khác luôn, những lúa cao sản khác cũng sụt theo luôn nha các bạn. Không phải riêng gì cái giống Đại Thông 8 này. Hiện giờ ở địa phương mình là cái vấn đề giá lúa bây giờ đó là nó đang nóng từng ngày luôn đó các bạn. Thì hiện nay thì có người cũng đã lấy cọc rồi, có người thì cũng chưa lấy cọc. Số người chưa lấy cọc là bởi vì họ chờ giá, họ chờ cái giá lúa nó phục hồi lại, nó tăng lên lại thì họ mới lấy. Nhưng mà chớ chiêu thay là cái giá lúa nó không có quay đầu lại, nó không có dừng lại mà nó liên tục giảm giảm giảm. Bây giờ thì cũng đã gần cận Tết rồi mà bà con một số người chưa lấy thì họ cũng đang kêu chờ trên đất, không biết làm sao đây. Mà năm nào cũng vậy hết. Cả từ 2 năm trở lại đây là mình để ý là từ cái vụ hè thu cho đến vụ đông xuân luôn nha các bạn. Là một cứ mỗi lần mà thương lái mà đi bỏ cọc cho người dân trước chừng đâu khoảng 10 bữa nửa tháng gì bắt đầu giá lúa bắt đầu sụt. Sụt hoài luôn, chưa thu hoạch là bắt đầu sụt rồi. Và mình không hiểu rõ là cái lý do nào, cái lý do gì mà nó sụt như vậy. Mà năm nào cũng vậy. Rồi không biết chính sách của nhà nước làm sao mà không có hỗ trợ được cho người nông dân để bình ổn được cái giá lúa cho người nông dân nhờ. Là một vụ lúa rất là cực khổ, dãi nắng dầm mưa cực lắm các bạn ơi. Nghe lúa có giá thì bà con nông dân luôn luôn phấn khởi, mà nghe lúa sụt rồi bà con người nào né nản lòng. Chắc đợt này thì chắc đi Bình Dương hết luôn quá các bạn ơi. Đi Bình Dương trẻ hột điều, người thì làm thợ hồ, bỏ lại vườn không nhà trống luôn các bạn. Những người ở lại toàn là những người già neo đơn thôi các bạn ơi. Đời người nông dân khổ lắm. Thì ở cái xứ của mình đó là ở An Biên, Kiên Giang, là ở đây là
chỉ làm ruộng được có một năm có hai vụ thôi, là vụ đó hè thu và đông xuân thôi. Bây giờ xứ mình là xứ nước mặn, là làm ruộng là khi nào ông trời ông mưa xuống có nước ngọt thì mới làm được, còn nếu mà ông trời không mưa coi như là chết đói luôn, khỏi làm ruộng gì hết. Mà ở nơi đây thì làm ruộng nó cũng không có được trúng bằng những cái vùng đất nước ngọt quanh năm nha các bạn. Ở đây làm cao lắm á, một công 1.000 m² là khoảng 800 850 kg là trúng nha các bạn, chứ không phải như dùng nước ngọt mà làm một công 1 tấn mấy đâu. Lúa gạo của mình á, thì là đứng hàng là nhất nhì thế giới về sản lượng, nhưng mà cái giá lúa thì lúc nào cũng rẻ hơn người ta hết. Nhiều lúc mà xuất khẩu ra nước ngoài mà bị trả về thì toàn là đứa thừa nông dân làm những giống lúa tạp là không chất lượng, toàn là đứa thừa nông dân. Nhưng mà thật ra nông dân là họ làm rất đàng hoàng, giống nào ra giống nấy đàng hoàng, chứ không có mà pha lẫn lộn gì vô hết. Mà cứ mỗi lần mà bị trả về là cứ đổ thừa nông dân không, đổ thừa nông dân này nọ, làm tạp chất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà các bạn biết không, thuốc bảo vệ thực vật bây giờ đâu phải rẻ đâu, chi phí nặng lắm, ai đâu mà xịt để cho mà dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong lúa. Làm là đúng, làm đúng theo yêu cầu của các nhà khoa học hết. Ngưng xịt thuốc là từ 20 đến 15 ngày trước khi thu hoạch. Nhưng mà thường thường mình làm là ngưng xịt thuốc trước khi thu hoạch là 20 ngày. Thì làm gì mà còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật á, toàn là những công ty uy tín không. Nào là của Syngenta nè, của Bayer nè, của Map Pacific nè, nói chung là của những các công ty là có uy tín không. Thì qua đoạn clip này thì mình mong các ngành chức năng sớm có biện pháp là bình ổn giá lúa lại ở mức mà sao cho người dân canh tác lúa có lời, chứ giá lúa mà cứ sụt giảm gì hoài thì người dân có nước mà bán đất mà đi làm thuê là mướn hết luôn.